Những ngày này thì thời tiết tại các tỉnh miền Bắc cũng sẽ có thêm nhiều sự thay đổi. Theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14 tháng 11, một luồng không khí mạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa dông dài ngày ở các tỉnh miền Bắc trong 3 ngày đầu tuần. Và đến ngày 19 tháng 11 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mạnh nữa bổ sung. Theo đó, ngày và đêm 14 tháng 11, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt sẽ giảm từ 2 đến 3 độ C. Sau đó, thời tiết các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì thời tiết ban ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ C, vùng núi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Đến cuối tuần, khoảng ngày 19 đến ngày 20 tháng 11, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống chi phối thời tiết thủ đô, khiến cho nhiệt độ giảm xuống mức từ 20 cho đến 26 độ C. Theo các chuyên gia, đợt rét đậm đầu tiên tại miền Bắc trong mùa đông năm nay xuất hiện vào nửa cuối tháng 12 và hiện tượng này sẽ xảy ra nhiều hơn vào tháng 1 và nửa đầu của tháng 2 năm 2023.